Máy mài sàn bê tông làm chống thấm, giải pháp tối ưu cho công trình bền vững. Máy mài sàn bê tông làm chống thấm SF250 là thiết bị chuyên dụng dùng để mài, đánh bóng và làm phẳng bề mặt sàn bê tông. Máy hoạt động bằng cách sử dụng các đĩa mài kim cương hoặc lưỡi cắt để loại bỏ các lớp bê tông dư thừa, gồ ghề, tạo ra bề mặt sàn nhẵn mịn, bằng phẳng và tăng khả năng chống thấm cho công trình. Máy mài sàn bê tông chống thấm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, mài sàn nhà xưởng, kho hàng, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, nhà máy, vân vân. Sửa chữa, đánh bóng và phục hồi sàn bê tông cũ, bong tróc, sần sùi. Chống thấm, tạo lớp nền nhẵn mịn để thi công các vật liệu chống thấm hiệu quả. Sử dụng máy mài sàn bê tông chống thấm mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp thi công truyền thống. Hiệu quả chống thấm cao, máy mài sàn giúp tạo ra bề mặt sàn nhẵn mịn, loại bỏ các lỗ rỗ, khe nứt, từ đó tăng khả năng chống thấm cho công trình, ngăn chặn sự xâm nhập của nước và hóa chất. Độ bền cao, sàn bê tông sau khi được mài và đánh bóng có độ cứng và độ bền cao hơn, chịu được tải trọng lớn và ít bị bong tróc, nứt nẻ theo thời gian. Thẩm mỹ cao, bề mặt sàn nhẵn mịn, sáng bóng mang lại tính thẩm mỹ cao cho công trình, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. An toàn cho sức khỏe, máy mài sàn hoạt động với lượng bụi thấp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Tiết kiệm chi phí, sử dụng máy mài sàn giúp rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí nhân công và vật liệu so với phương pháp thi công truyền thống. Để sử dụng máy mài sàn bê tông chống thấm hiệu quả và an toàn, cần tuân thủ các bước sau. Chuẩn bị bề mặt, cần vệ sinh sạch sẽ bề mặt sàn trước khi thi công, loại bỏ các vật cản, bụi bẩn và tạp chất. Lựa chọn đĩa mài phù hợp với độ cứng và độ nhám của bề mặt sàn. Thực hiện thi công, di chuyển máy mài đều đặn trên bề mặt sàn, đảm bảo mài phủ đều tất cả các khu vực. Vệ sinh máy, sau khi thi công xong, cần vệ sinh máy sạch sẽ và bảo quản nơi khô ráo. Một số lưu ý khi sử dụng máy mài sàn bê tông làm chống thấm. Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ để đảm bảo an toàn khi thi công. Cẩn thận khi di chuyển máy mài, tránh va chạm với các vật cản. Không sử dụng máy mài trên bề mặt sàn ướt hoặc trơn trượt. Ngắt nguồn điện khi không sử dụng máy.